Trường Đại học Vinh được thành lập vào tháng 7 năm 1959, mang tên phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, với sứ mệnh đào tạo cử nhân các ngành sư phạm, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. Qua nhiều lần đổi tên, năm 2001, trường chính thức mang tên Trường Đại học Vinh. Đến nay, trường đã có 59 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học sư phạm và trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành và đa lĩnh vực, trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của mạng lưới các trường đại học ASEAN. Trước nhu cầu đào tạo giáo viên tin học cho các trường trung học phổ thông, ngày 20 tháng 5 năm 1998, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 1216/QĐ-BGĐ-DT-TCBC cho phép thành lập khoa công nghệ thông tin, đào tạo các mã ngành, sư phạm tin học, cử nhân khoa học máy tính, kỹ sư công nghệ thông tin và có 5 bộ môn gồm bộ môn phương pháp giảng dạy, bộ môn khoa học máy tính, bộ môn kỹ thuật máy tính, bộ môn mạng và truyền thông và bộ môn hệ thống thông tin. Trên chặng đường xây dựng và phát triển khoa công nghệ thông tin, đã có các trưởng khoa và phó khoa đảm nhiệm vị trí lãnh đạo qua các giai đoạn. Giai đoạn 1998 đến 2002, trưởng khoa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhụy và Phó trưởng khoa tiến sĩ Lê Ngọc Xuân. Giai đoạn 2002 đến 2012, trưởng khoa tiến sĩ Nguyễn Trung Hòa và các phó khoa tiến sĩ Lê Ngọc Xuân, Phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Phạm Quang Trình, Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Trinh và tiến sĩ Phan Lê Na. Giai đoạn 2012 đến 2017, trưởng khoa tiến sĩ Phan Lê Na và các phó khoa tiến sĩ Vũ Trí Cường, tiến sĩ Trần Thị Kim Oanh và phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hữu Việt. Giai đoạn 2017 đến nay, ở Viện Kỹ thuật và Công nghệ, viện trưởng tiến sĩ Đặng Thái Sơn và các phó viện trưởng, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Hữu Việt, tiến sĩ Lê Văn Minh và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Ở Viện Sư phạm Tự nhiên có phó viện trưởng tiến sĩ Trần Thị Kim Oanh phụ trách ngành sư phạm tin học. Nhiệm vụ ban đầu của khoa là đào tạo giáo viên tin học cho các trường phổ thông, trung học và giảng dạy tin học cơ sở cho sinh viên các ngành trong toàn trường, kết hợp với nghiên cứu khoa học và đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng trước hết là trong nhà trường. Kể từ khi thành lập đến nay thì đã có 16 khóa sinh viên được đào tạo, đóng góp một cái nguồn nhân lực đáng kể cho trường Đại học Vinh, cho tỉnh nhà cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ. Tính đến nay, số lượng cán bộ giảng viên của các ngành công nghệ thông tin ở hai viện gồm 25 người, trong đó có một phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, một giảng viên cao cấp và 10 giảng viên chính. Từ lúc thành lập, khoa luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được khoa quan tâm nhằm phục vụ đào tạo và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho nhà trường và vào đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Vinh cũng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tăng cường thu nhập cho các cán bộ trong khoa. Khoa đã chủ trì thành công nhiều hội thảo khoa học, xuất bản nhiều giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, công bố hơn 100 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước. Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị có số cán bộ làm tiến sĩ ở nước ngoài và có số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế nhiều nhất trong toàn trường. Ngoài việc học tập lý thuyết trên lớp, sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin còn được thực hành tại các phòng máy có đầy đủ trang thiết bị. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho sinh viên mở rộng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, Khoa đã liên kết với nhiều trung tâm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trên cả nước để sinh viên của Khoa được trải nghiệm thực tế và thực tập tại các đơn vị. Về giai đoạn xây dựng phát triển của Khoa, thì Khoa đã triển khai chương trình đào tạo vừa mở rộng kiến thức lý thuyết, vừa tạo điều kiện thực hành tại các phòng máy có đầy đủ trang thiết bị. Khoa đã mở rộng đào tạo gắn kết thực tiễn với các doanh nghiệp. Hàng năm thì các cái doanh nghiệp này đều đã tuyển dụng nhiều sinh viên đạt chuẩn sau thực tập, tạo ra được cái đầu ra khá tốt cho ngành công nghệ thông tin. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tích đã đạt được trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Công nghệ thông tin và nhiều cá nhân cán bộ của khoa đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen cấp trường, cấp tỉnh và cấp trung ương, thường xuyên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận các năm 1998, 2008, 2013 và giai đoạn từ 1998 đến 2013. Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, bằng khen cho tập thể, bằng khen cho 5 cá nhân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân. Trường Đại học Vinh đã bắt đầu đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin từ những năm 90-91 đến năm 1998.
Sau một thời gian chuẩn bị cả về lực lượng, cơ sở vật chất, được sự giúp sức của các trường đại học lớn, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội, thì trường Đại học Vinh đã thành lập khoa công nghệ thông tin và đào tạo khối ngành công nghệ thông tin. Các thế hệ cán bộ lãnh đạo của khoa đã không ngừng đổi mới và cử cán bộ đi học ở nhiều nước ở trên thế giới và làm chủ nhiều cái quá trình đào tạo. Và không chỉ là làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mà cán bộ của khoa công nghệ thông tin còn góp phần vào cái sự tiến bộ, ứng dụng, đưa công nghệ thông tin vào thị trường Nghệ An, thị trường Bắc miền Trung. Hầu hết cán bộ ngành công nghệ thông tin hiện đang công tác ở trên các tỉnh Bắc Trung Bộ đều đã học và tốt nghiệp ở khoa công nghệ thông tin của nhà trường. Hiện nay thì nhà trường trong quá trình tái cơ cấu, chúng ta đang thành lập Viện Kỹ thuật Công nghệ, thì trong đó khoa công nghệ thông tin cũng là nòng cốt để là phát triển các cái khối ngành kỹ thuật. Để chúng tôi tin tưởng rằng khoa công nghệ thông tin trước đây, khối ngành công nghệ thông tin hiện nay trong Viện Kỹ thuật Công nghệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tự lực tự cường để phát triển ngành công nghệ thông tin trở thành một cái trụ cột của sự phát triển khoa học công nghệ và đào tạo ứng dụng của Đại học Vinh cũng như của các tỉnh trong khu vực Bắc miền Trung. Trải qua 20 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, khoa công nghệ thông tin đã góp phần đào tạo cho đất nước hơn 10.000 cử nhân và kỹ sư công nghệ thông tin. Những cựu sinh viên của khoa công nghệ thông tin hiện nay đang có mặt trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc, tham gia vào mọi công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và có mặt trong các công ty tin học có uy tín trong cả nước. Nhiều người trong số đó đã trưởng thành và đã là những cán bộ chủ chốt của các cơ sở văn hóa xã hội và kinh tế trong khu vực. Điều đó chứng tỏ chất lượng đào tạo của khoa đã góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin của xã hội và đất nước. Nhớ lại những ngày đầu, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, nhưng nhờ được sự nhiệt tình của các thầy, các cô mà bản thân tôi cũng như các bạn khác đã tiếp thu được rất nhiều điều bổ ích, góp phần cho những cái thành công trong công việc ngày hôm nay. Thay mặt cho toàn thể các bạn trong lớp và các thế hệ cựu sinh viên của khoa công nghệ thông tin, em xin gửi đến các thầy, các cô lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Chúc các thầy, các cô có sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người, ươm mầm cho những nhân tài của đất nước. Hiện nay, trường Đại học Vinh đang đổi mới căn bản công tác tổ chức và quản lý, đẩy mạnh tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tổ chức triển khai xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Đại học Chính quy, tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy, trường đã có quyết định tái cấu trúc bộ máy quản lý, tách khoa nhập viện nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo. Khoa công nghệ thông tin cũng nằm trong diện các khoa được chia tách thành viện. Ngành sư phạm tin học được chuyển đến Viện Sư phạm Tự nhiên. Hai ngành cử nhân khoa học máy tính và ngành kỹ sư công nghệ thông tin thuộc Viện Kỹ thuật và Công nghệ. Qua 20 năm xây dựng và phát triển khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Vinh đã đào tạo và cung cấp cho khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung hàng nghìn cái cử nhân kỹ sư và hàng trăm cái thạc sĩ chuyên ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc đổi mới và hiện đại hóa đất nước. Cho đến tận bây giờ, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi chọn công nghệ thông tin là một phần cho tuổi trẻ của mình. Được học tập và rèn luyện dưới mái nhà khoa công nghệ thông tin, em luôn nhận được sự quan tâm và dìu dắt của các thầy cô. Các thầy cô đã cho bọn em những bài học vô cùng bổ ích và tạo cho bọn em những cái điều kiện được đi thực tập ở các cái công ty, cho bọn em sau này có một cái hành trang kiến thức vững vàng để có thể ra đời làm việc. Là sinh viên năm cuối, đối với em khoa công nghệ thông tin là một cái gì đó rất là đặc biệt, là một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời, là tình cảm đối với thầy cô, đối với bạn bè, là những kỷ niệm, những bài học ý nghĩa, và đó cũng chính là những kinh nghiệm quý báu cho con đường lập nghiệp của em sau này. Sự đổi mới tái cấu trúc của nhà trường đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc học tập, góp phần tinh giản bộ máy, đảm bảo được sự phát triển hài hòa giữa ngành sư phạm và các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư. Các khối ngành được cơ cấu lại khá rõ ràng, minh bạch trong đào tạo. Chúng ta đang xây dựng một mô hình của trường đại học. Như vậy, trong trường Đại học Vinh sẽ có các trường chuyên ngành, mà một trong những trường chuyên ngành đó là trường kỹ thuật công nghệ. Và trong trường kỹ thuật công nghệ thì khối ngành công nghệ thông tin chúng tôi xem là nền tảng để phát triển các cái ngành công nghệ kỹ thuật trong cái thời đại công nghiệp 4.0 này. Vì vậy cho nên việc tái cấu trúc các khóa kỹ thuật
thành Viện Kỹ thuật Công nghệ tiến tới thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thuộc Trường Đại học Vĩnh sẽ là một cái bước phát triển về mô hình của quản trị đại học. Và chúng tôi tin tưởng rằng là cái sự phát triển này sẽ tạo ra một cái phông rộng lớn để khối ngành công nghệ thông tin phát triển trong cái sự phát triển chung của nhà trường, của giáo dục đại học Việt Nam và giáo dục đại học thế giới. Trên chặng đường 20 năm qua, khoa công nghệ thông tin đã đạt được nhiều thành tựu lớn và có nhiều đóng góp tích cực, tự hào là mảnh ghép góp phần vào việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh. Các cán bộ nhân viên của khoa công nghệ thông tin và các sinh viên khối ngành công nghệ thông tin sẽ luôn tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu để cùng đưa Trường Đại học Vinh ngày càng lớn mạnh, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của mạng lưới các trường đại học ASEAN.